hé lộ những chi tiết mới liên quan đến vụ ám sát ông Trump. Ông J.D. Vance có thể là lựa chọn sai lầm của ông Trump. Điện Kremlin cảnh báo đáp trả phương Tây vì chiếm đoạt tài sản Nga. Ukraine tập kích cảng Kapkaz, Nga giáng đòn vào Kharkov. Trực thăng KA-52 bị bắn rơi bởi pháo phản lực Uragan Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh youtube chính thức của báo điện tử VTC News. Vừa rồi là những nội dung chính trong bản tin về chính trường thế giới được chúng tôi liên tục cập nhật. Sau đây là nội dung chi tiết. Phiên điều trần do Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ chủ trì hôm 23 tháng 7, theo giờ địa phương, chỉ một ngày sau khi giám đốc sở mật vụ Kimberly Chitter từ chức do để xảy ra vụ ám sát hụt ông Trump. Ông Trump bị bắn nhiều phát đạn về phía mình khi đang phát biểu vận động tranh cử trước đám đông ủng hộ ở thành phố Butler của bang Pennsylvania, Mỹ. Nghi phạm được xác định là Thomas Matthew Crofts, 20 tuổi, nổ súng về phía ông Trump ở cự ly khoảng hơn 100 mét, khiến ông bị thương chảy máu tay phải. Tại phiên điều trần trước Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ, Ủy viên Cảnh sát bang Pennsylvania, Đại tá Christopher Paris, đã có những công khai gây sốc, trong đó có 5 chi tiết mới đáng chú ý được nêu ra. Thứ nhất, ông Paris nói rằng tay súng Thomas Matthew Crocs được lực lượng hành pháp địa phương phát hiện là đối tượng khả thi trước tiên khi không vào được khu vực an ninh của cuộc meeting. Các sĩ quan thuộc đơn vị dịch vụ khẩn cấp ESU Butler lo ngại khi thấy Crocs sử dụng ống nhòm nên đã liên lạc về trung tâm chỉ huy do mật vụ Mỹ điều hành. Một thành viên của PSP trong sở chỉ huy nhận được thông tin qua điện thoại và tin nhắn sau đó chuyển cho mật vụ và được cung cấp số điện thoại để theo dõi. Việc liên lạc qua kênh không chính thức khiến các nghị sĩ đặt câu hỏi vì sao việc đánh giá mối đe dọa lại không được thực hiện qua kênh chính thức và đây có phải là nguyên nhân của một sơ sót trong liên lạc. Thứ hai, tay súng đã bắn 8 phát đạn trước khi bị mật vụ Mỹ tiêu diệt. Thứ ba, hai sĩ quan ESU của Butler được cắt cử đứng chốt tại tầng 2 của tòa nhà mà Crocs ra tay đã rời khỏi vị trí để bám theo nghi phạm sau khi phát hiện dấu hiệu khả nghi. Các nghị sĩ chiếu một đoạn video cho thấy vị trí ban đầu của hai sĩ quan có góc nhìn rõ ràng về phía mà Crocs sẽ đứng để nổ súng. Mái nhà nơi Crocs bắn ông Trump cách vị trí đứng của cựu tổng thống khoảng 134 m và có tầm bắn chống trải. Tuy nhiên nơi này nằm ngoài phạm vi an ninh của mật vụ. Thứ tư, một cảnh sát ESU đã chạm trán với Crocs trong vài phút trên mái nhà trước khi nghi phạm nổ súng vào ông Trump. Thời điểm đó, nghi phạm Crocs đã chia súng vào một cảnh sát và người này ngã xuống Ông Paris nói với các nhà lập pháp rằng nghi phạm Crux đã ở trên mái nhà trong khoảng 3 phút, nhưng đối đầu với cảnh sát chỉ vài giây trước khi hắn ta nổ súng nhắm tới cựu Tổng thống Trump. Thứ năm, các sĩ quan hành pháp địa phương hỗ trợ công tác an ninh của cuộc meeting, gồm những người đứng chốt ở ngoài chu vi an ninh, không nắm vai trò quyết định mà chỉ hành động theo phân công. Các thành viên của ESU được mật vụ Mỹ ra nhiệm vụ đứng gác trong tòa nhà đã rời khỏi vị trí để tìm Crocs. Một chỉ huy của PSP đã khảo sát hiện trường vào ngày 11 tháng 7 trước cuộc meeting 2 ngày và báo cáo viên Paris rằng có vấn đề đối với khu vực mái nhà mà Crocs đã trèo lên. Mật vụ Mỹ đảm bảo với vị chỉ huy rằng khu vực này sẽ được ESU Butler phụ trách. Nghị sĩ Michael West kết luận trách nhiệm sau cùng cho điều đã xảy ra trong ngày hôm đó là của mật vụ. Giám đốc mật vụ Mỹ Kimberly Chitter đã thừa nhận thất bại của cơ quan trong vụ ám sát và đã từ chức. Cựu Tổng thống trong ngày 23 tháng 7 chỉ trích bà Twitter rằng bà ấy chưa từng bảo vệ tôi đúng cách, nên tôi đã phải lãnh một viên đạn vì nền dân chủ. Giám đốc cơ quan mật vụ Mỹ Kimberly Twitter mới đây đã từ chức do cơ quan này đã không ngăn được vụ cựu Tổng thống Donald Trump bị bắn trong một cuộc vận động tranh cử. Sau vụ cựu Tổng thống Donald Trump bị ám sát hụt ngày 13 tháng 7, trong khi đang vận động tranh cử ở bang Pennsylvania, cơ quan mật vụ Mỹ, đặc biệt là giám đốc Kimberly Twitter, đã phải hứng chịu sự chỉ trích của các nhà lập pháp của cả hai đảng. Bà Kimberly Chiter đã phải ra điều trần tại quốc hội và phải giải trình về trách nhiệm cũng như quy trình bảo vệ của cơ quan mật vụ Mỹ. Ngày 22 tháng 7, bà Kimberly Chiter thừa nhận cơ quan mật vụ Mỹ đã thất bại trong việc bảo vệ cựu tổng thống Trump và đây là thất bại hoạt động nghiêm trọng nhất của cơ quan này trong nhiều thập niên. Bà Chiter cũng đã phải đối mặt với sự lên án của lưỡng đảng tại phiên điều trần trước Hạ viện Mỹ hôm 22 tháng 7. Một số nhà lập pháp của cả Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ trước đó đã kêu gọi bà Twitter từ chức sau vụ việc. Bà Twitter nói, là giám đốc cơ quan mật vụ Mỹ, tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn về bất kỳ một sai sót an ninh nào. Bà Kimberly Twitter đã công bố quyết định từ chức ngày 23 tháng 7 trong thư gửi các nhân viên mật vụ Mỹ, qua đó nhận trách nhiệm đối với sai sót an ninh của cơ quan. Với 24 năm kinh nghiệm trong cơ quan mật vụ Mỹ, Phó Giám đốc Ronald Rao đã được chỉ định làm giám đốc tạm quyền Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ James Comer thông báo rằng chúng tôi cần phải xem xét đầy đủ nguyên nhân thất bại về an ninh trong vụ việc vừa qua để có thể ngăn chặn những vụ tương tự trong tương lai. Chúng tôi sẽ tiếp tục giám sát cơ quan mật vụ. Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng cho biết ông sẽ sớm bổ nhiệm người mới thay vào vị trí của bà Chita. Cơ quan mật vụ Mỹ là đơn vị chịu trách nhiệm bảo vệ đương kim tổng thống và các cựu tổng thống Mỹ. Tuy nhiên, kể từ sau vụ nổ súng nhằm vào ông Trump hôm 13 tháng 7, cơ quan này rơi vào hố sâu khủng hoảng mật vụ phải đối mặt với các cuộc điều tra từ nhiều ủy ban quốc hội và cơ quan giám sát nội bộ trực thuộc Bộ An ninh Nội địa Mỹ DHS về hiệu suất hoạt động của cơ quan này. Tổng thống Biden cũng kêu gọi triển khai một cuộc đánh giá độc lập về mật vụ Mỹ. Cho đến nay, phần lớn những lời chỉ trích nhằm vào mật vụ Mỹ chủ yếu nói về việc cơ quan này không đảm bảo an toàn tại khu vực các mái nhà ở gần nơi tổ chức vận động tranh cử bởi tay súng chỉ đứng cách nơi ông Trump phát biểu khi đó chỉ 140 mét. Quyết định rút khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng của tổng thống Joe Biden có thể biến năm 2024 thành năm của phụ nữ, cụ thể là của phó tổng thống Kamala Harris, người đã giành được sự ủng hộ của tổng thống sắp mãn nhiệm và giờ đây là người nhiều khả năng nhất giành tấm vé của Đảng Dân chủ. Sự thật là nếu bà Harris thành công trong việc nhận được đề cử của Đảng Dân chủ, chiến dịch tranh cử tiếp theo của bà có thể sẽ tập trung mạnh vào vấn đề phá thai và quyền phụ nữ. Trong khi đó, cựu tổng thống Trump đã gặp vấn đề với các cử tri nữ các cuộc thăm dò liên tục chỉ ra rằng tỷ lệ phụ nữ dự định bỏ phiếu cho ông vào tháng 11 này thấp hơn so với những gì đã đạt được vào năm 2020. Và người liên danh tranh cử, ông Vance, không có gì hỗ trợ cho ông Trump về điểm này, mà ngược lại có nguy cơ làm phức tạp thêm vấn đề của ông. Những quan điểm nạ phá thai hà khắc trước đây của ông Vance và một loạt tuyên bố gây tranh cãi lớn mà ông đưa ra về việc ly hôn sẽ không dễ bị lãng quên. Vào năm 2021, ông đề nghị chấm dứt những cuộc hôn nhân có thể thành bạo lực vì ý kỷ. Ông Vance cũng là một người theo chủ nghĩa ủng hộ việc sinh con, mô tả những người không có con là những quý cô mèo không có con và đề xuất rằng những người có con nên được trao lá phiếu bổ sung. Mãi gần đây, ông Vance mới điều chỉnh quan điểm của mình về việc nạo phá thai để phù hợp với ông Trump, người cho rằng việc phá thai nên để các bang tự quyết định. Nhưng vào năm 2022, khi còn là ứng cử viên thượng viện Ohio, ông Vance nói trên một podcast rằng ông muốn thấy lệnh cấm phá thai trên toàn quốc không có ngoại lệ ngay cả đối với trường hợp bị hiếp dâm hoặc loạn luân. Ông Vance thậm chí còn lập luận rằng hành động của liên bang là cần thiết để ngăn chặn những phụ nữ muốn phá thai di chuyển từ những bang cấm đến những bang cho phép hành động đó. Phụ nữ hiện chiếm 51% dân số trong độ tuổi bỏ phiếu ở Mỹ và họ đã thể hiện quyền của mình trong cuộc bỏ phiếu ngay sau khi tòa án tối cao ra phán quyết lật ngược quyết định lịch sử năm 1973 về bảo vệ quyền nạo phá thai của phụ nữ. Nhìn chung, cử tri nữ có tỷ lệ đi bỏ phiếu cao hơn nam giới vào năm 2022 với sự tham gia đặc biệt cao ở một số bang quan trọng như Arizona, Michigan, Pennsylvania và Wisconsin, những bang có khả năng quyết định kết quả của cuộc đua Tổng thống năm 2024. Đảng Dân Chủ có thể giảm bớt tác động của ông Vance hơn nữa bằng cách chọn một ứng cử viên liên danh Phó Tổng thống, cũng từ vành đai dỉ xét cho riêng họ. Nhưng khi nói đến quyền bầu cử của phụ nữ, đặc biệt là với phụ nữ trẻ và thành thị, ông Vance có thể làm trầm trọng thêm vấn đề của ông Donald Trump. Từng được coi là bang xoay vòng trong các cuộc bầu cử gần đây, Florida đã chuyển sang đảng Cộng Hòa. Trong một cuộc thăm dò do Fox 13 Insider Advantage thực hiện, cựu Tổng thống đã dẫn trước ông Biden tổng cộng 6 điểm phần trăm. Nhưng cán cân này không xảy ra với nhóm cử tri nữ, bởi ông Biden khi đó vẫn dẫn trước si sao. Vì vậy, liệu bà Harris có thể phát huy vị trí dẫn đầu này, truyền nhiệt huyết và thu hút cử tri đi bỏ phiếu để lặp lại những gì mà phụ nữ đảng Dân Chủ đã đạt được vào năm 2022? Nếu được như vậy, năm 2024 có thể sẽ chứng kiến nước Mỹ bầu ra người phụ nữ đầu tiên làm Tổng thống. Theo kết quả thăm dò của Reuters, Ipsos công bố ngày 23 tháng 7, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris thuộc Đảng Dân Chủ đang dẫn trước ứng cử viên ông Donald Trump của Đảng Cộng Hòa với tỷ lệ 44% so với 42% trong cuộc đua giành chức Tổng thống Mỹ. Cuộc thăm dò này được tiến hành trực tuyến đối với 1.241 người trưởng thành trên toàn quốc bao gồm 1 cử tri Mỹ đã đăng ký đi bỏ phiếu, với sai số 3%. Kết quả cuộc thăm dò được tiến hành trên toàn quốc vào ngày 22-23 tháng 7 cho thấy bà Harris đã nới rộng khoảng cách và dẫn trước 2 điểm phần trăm so với ông Trump sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden kết thúc chiến dịch tái tranh cử, đồng thời ủng hộ bà Harris thay ông gánh vác trọng trách làm ứng cử viên của Đảng Dân Chủ ra đối đầu với ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trong cuộc thăm dò tương tự tiến hành từ ngày 15 đến ngày 16 tháng 7 bà Harris và ông Trump đều giành được 44% ủng hộ. Còn tại cuộc thăm dò ngày mùng 1 đến mùng 2 tháng 7, ông Trump dẫn trước bà Harris 1 điểm phần trăm. Trong khi các cuộc khảo sát trên toàn quốc đưa ra những tín hiệu quan trọng về sự ủng hộ của người Mỹ đối với các ứng cử viên chính trị, thì chỉ một số ít các tiểu bang cạnh tranh thường làm thay đổi cán cân trong đại cử tri đoàn, nơi cuối cùng quyết định ai sẽ thắng cử Tổng thống Mỹ. Cuộc thăm dò gần đây nhất cho thấy, 56% cử tri đã đăng ký, đồng ý với nhận định rằng Bà Harris, 59 tuổi, có đầu óc minh mẫn và có khả năng đối phó với các thách thức, so với 49% nói như vậy về ông Trump, 78 tuổi. Chỉ có 22% cử tri đánh giá đương kim Tổng thống Biden, 81 tuổi, đang hội đủ các phẩm chất này. Trong một diễn biến khác, ngày 23 tháng 7, các nhân vật hàng đầu của Đảng Dân Chủ tại Quốc hội Mỹ, gồm Thượng nghị sĩ Chuck Schumer, lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện, và Hạ nghị sĩ Hakim Jeffries, lãnh đạo nhóm thiểu số tại Hạ viện đã tuyên bố ủng hộ Phó tổng thống Kamala Harris trở thành ứng cử viên tổng thống của đảng này trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới. Ông Schumer và ông Jeffries đã đưa ra tuyên bố chính thức trong cuộc họp báo gần tòa nhà Quốc hội Mỹ. Theo đó, ông Schumer nhấn mạnh: "Hôm nay là ngày trọng đại cho Đảng Dân chủ và đất nước. Chúng tôi có mặt ở đây để tuyên bố ủng hộ Phó tổng thống Kamala Harris. Về phần mình, ông Jeffries ca ngợi bà Harris đã sẵn sàng, quyết tâm và đủ khả năng lãnh đạo chúng ta đi tới tương lai và sẽ đấu tranh cho cử tri khắp đất nước." Sau khi Tổng thống Joe Biden hôm 20 tháng 7 quyết định rút khỏi chiến dịch tranh cử và ủng hộ bà Harris thay thế ông tiếp tục tranh cử Tổng thống, Đảng Dân Chủ đã nhanh chóng tập hợp phía sau chiến dịch tranh cử của bà Harris nhằm trao cho bà đủ số phiếu đại biểu để trở thành người đại diện Đảng tranh cử Tổng thống năm nay. Tính tới ngày 23 tháng 7, có hàng chục thượng nghị sĩ Đảng Dân Chủ tuyên bố ủng hộ chiến dịch tranh cử của bà Harris. Ngoài ra, bà còn được nhiều nhân vật quan trọng của Đảng này ủng hộ như cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, cựu Tổng thống Bill Clinton, cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton và hạ nghị sĩ James Clyburn. Chỉ trong 48 giờ sau khi tổng thống Biden tuyên bố rút lui, số tiền đóng góp vào quỹ tranh cử của bà Harris đã tăng vọt. Ban vận động tranh cử của bà thông báo đã nhận được hơn 100 triệu đô la Mỹ của 1,1 triệu người ủng hộ từ trưa ngày 20 tháng 7 tới tối 22 tháng 7. Tổng thống Mỹ Joe Biden lần đầu xuất hiện sau một tuần cách ly vì mắc COVID-19 và sau khi rút lui khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024. Hình ảnh cho thấy Tổng thống Biden rời khỏi chuyên cơ Không lực 1 với nụ cười tươi tại căn cứ Andrews ở bang Maryland ngày 23 tháng 7 trên đường từ Delaware về lại Washington DC. Tổng thống Joe Biden thông báo trên mạng xã hội X kèm hình ảnh rời khỏi đoàn xe hộ tống và bước vào Nhà Trắng với nội dung: "Chiều nay, tôi trở lại phòng bầu dục và họp cùng đội ngũ an ninh quốc gia, lắng nghe báo cáo tình báo thường nhật. Được làm tổng tư lệnh của đất nước là niềm vinh hạnh lớn nhất cuộc đời tôi." Cuối tuần qua, ông đột ngột tuyên bố ngừng tranh cử và ủng hộ phó tổng thống Kamala Harris thay thế vị trí ứng viên của Đảng Dân Chủ. Ông Biden đăng thư trên mạng xã hội X thay vì phát biểu trực tiếp trước người dân hay ghi hình chính thức tại Nhà Trắng. Bác sĩ Nhà Trắng Kevin O'Connor ngày 23 tháng 7 thông báo Tổng thống Mỹ đã dứt triệu chứng COVID-19 và xét nghiệm âm tính với virus. Bác sĩ O'Connor cho biết trong quá trình dưỡng bệnh, ông Biden đã không sốt và tất cả sinh hiệu đều bình thường. Phổi của Tổng thống Mỹ vẫn khỏe mạnh các nhân viên y tế sẽ tiếp tục theo dõi sức khỏe của ông. Một quan chức cấp cao cho hay, trong thời gian điều trị cách ly, ông Biden bắt đầu viết bản thảo cho bài phát biểu tại phòng bầu dục. Đây có thể sẽ là một trong những bài phát biểu đáng chú ý nhất trong sự nghiệp chính trị hàng chục năm của ông. Tổng thống Biden được cho là sẽ nói về lý do ông đưa ra quyết định khó khăn, từ bỏ cuộc đua vào Nhà Trắng. Trong những ngày, những tuần tới, ông có thể sẽ tập trung và củng cố những di sản trong nhiệm kỳ. Người phát ngôn Nhà Trắng Karine Jean-Pierre ngày 23 tháng 7 nói với ABC News rằng những lời kêu gọi ông Biden từ chức từ phía Đảng Cộng Hòa là điều nực cười. Tổng thống đã quyết định không chạy đua tái tranh cử, chỉ có vậy. Đó là tất cả những gì ông ấy quyết định, ông ấy muốn tiếp tục công việc. Bà Jean khẳng định tự tin nhà lãnh đạo có thể hoàn thành bổn phận trước khi rời Nhà Trắng vào tháng 1 năm 2025. Chuyển sang những vấn đề nóng đang diễn ra trên thế giới, chúng tôi xin được tiếp tục gửi đến quý vị những cập nhật mới nhất sau đây. Phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov cảnh báo Nga sẽ đáp trả phương Tây vì hành vi chiếm đoạt các tài sản thuộc chủ quyền của nước này. Ông Peskov cho biết Moscow sẽ tiến hành các thủ tục tố tụng pháp lý chống lại các thực thể liên quan đến vụ chiếm đoạt khoảng 260 tỷ euro, tương đương 282 tỷ đô la Mỹ lợi nhuận từ các tài sản của Nga đang bị phong tỏa ở nước ngoài. Theo Đài RT, người phát ngôn đưa ra cảnh báo sau khi Liên minh châu Âu-EU tiết lộ sẽ bắt đầu gửi tiền lãi thu được từ số tài sản này của Nga tới Ukraine trong những tuần tới. Ông Joseph Borrell, quan chức phụ trách chính sách đối ngoại của EU ngày 22 tháng 7 đã thông báo việc chuyển đột lãi đầu tiên từ các quỹ bị đóng băng của Nga với tổng trị giá khoảng 1,4 tỷ euro, tương đương 1,5 tỷ đô la Mỹ tới Kiev sẽ diễn ra trong tuần đầu tiên của tháng 8 nhằm tài trợ cho việc mua sắm vũ khí. Ông Peskov nói ngày 23 tháng 7 rằng những hành vi trộm cắp như vậy không thể tiếp tục mà không bị đáp trả. Đồng thời nhấn mạnh việc khai thác lợi nhuận như vậy sẽ vi phạm luật pháp quốc tế và các quyền sở hữu. Mỹ và các đồng minh đã đóng băng khoảng 300 tỷ đô la Mỹ tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga như một phần của các lệnh trừng phạt việc Moscow mở hoạt động quân sự ở Ukraine. Hầu hết số tài sản đó đang được nắm giữ ở EU đến năm 2027. EU ước tính thu được khoảng 16 đến 22 tỷ đô la Mỹ lợi nhuận từ khối tài sản đóng băng đó. Tại hội nghị thượng đỉnh hồi tháng 6, các nước G7 nhất trí dùng lợi nhuận từ tài sản đóng băng của Nga để cho Ukraine vay 50 tỷ đô la Mỹ. Số tiền này có thể giúp Ukraine tái thiết đất nước hoặc mua sắm vũ khí. Quyết định dùng lợi nhuận từ tài sản đóng băng của Nga để viện trợ cho Ukraine được châu Âu đưa ra sau khi một số thành viên EU phản đối ý tưởng của Mỹ và Anh về việc tịch thu tài sản Nga để hỗ trợ Kiev. Trước đó, Tổng thống Vladimir Putin cũng nói trong cuộc họp với các lãnh đạo Bộ Ngoại giao Nga rằng các nước phương Tây đã đóng băng tài sản và dự trữ ngoại hối của Nga. Họ đang tìm cách xây dựng cơ sở pháp lý để chiếm đoạt chúng. Nga nhiều lần cảnh báo phương Tây về những hậu quả nghiêm trọng nếu các nước này sử dụng tài sản của Moscow. Trước khi Nga phát động kế hoạch quân sự ở Ukraine, nhiều nước, trong đó có Ukraine, đã hoài nghi về một cuộc chiến tranh lớn hơn có thể quay trở lại châu Âu. Hơn hai năm sau, một sự thay đổi khác từng không thể tưởng tượng được đang diễn ra về chế độ nghĩa vụ quân sự. Một số quốc gia châu Âu đã tái lập hoặc mở rộng chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc trong bối cảnh xung đột ở Ukraine chưa có hồi kết. Một phần trong một loạt chính sách nhằm tăng cường khả năng phòng thủ có tiềm năng sẽ được mở rộng hơn nữa. Robert Hamilton, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu Âu Á tại Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại từng là sĩ quan quân đội Mỹ trong 30 năm cho biết, chúng ta đang nhận ra rằng phương Tây có thể phải điều chỉnh cách huy động cho chiến tranh và điều chỉnh cách sản xuất thiết bị quân sự cũng như cách tuyển dụng và đào tạo nhân sự. Về phần mình, tướng Wesley Clark đã nghỉ hưu, người từng là tổng tư lệnh tối cao của NATO tại châu Âu nêu rõ, nguy cơ xảy ra một cuộc xung đột lớn hơn ở châu Âu đã gia tăng sau khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra. Hiện có một cuộc xung đột ở châu Âu mà chúng ta không bao giờ nghĩ rằng chúng ta sẽ thấy lại. Đây có phải là một cuộc chiến tranh lạnh mới hay một cuộc xung đột thực sự đang nổi lên hay không vẫn chưa rõ ràng. Nhưng đó là một lời cảnh báo rất cấp bách đối với NATO rằng chúng tôi phải xây dựng lại hệ thống phòng thủ của mình. Ông Clark cho biết những nỗ lực đó bao gồm cả chế độ nghĩa vụ quân sự. Một số quốc gia châu Âu đã dừng chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc sau khi chiến tranh lạnh kết thúc. Nhưng một số quốc gia, đặc biệt là ở Bắc Âu và Baltic, đã tái áp dụng chế độ này trong những năm gần đây, chủ yếu là do những lo ngại từ Nga. Không nhập ngũ có thể bị phạt tiền hoặc thậm chí là án tù ở một số nước. Latvia là quốc gia mới nhất áp dụng chế độ nghĩa vụ quân sự. Nghĩa vụ quân sự bắt buộc đã được tái áp dụng vào ngày 1 tháng 1 năm nay, sau khi bị bãi bỏ vào năm 2006. Công dân nam sẽ phải đi nghĩa vụ quân sự trong vòng 12 tháng sau khi đủ 18 tuổi. Các cuộc tranh luận về nghĩa vụ quân sự cũng đang diễn ra ở các nước châu Âu khác, hiện chưa yêu cầu nghĩa vụ này. Ở Anh Đảng Bảo thủ đã đưa ra ý tưởng về nghĩa vụ quân sự trong chiến dịch tranh cử không thành công của họ. Nhưng có lẽ sự chuyển đổi đáng ngạc nhiên nhất đang diễn ra ở Đức, nơi đã có ác cảm với quân sự hóa kể từ khi kết thúc Thế chiến II. Trong một động thái lần đầu tiên kể từ Chiến tranh Lạnh, năm nay Đức đã cập nhật kế hoạch của mình trong trường hợp xung đột nổ ra ở châu Âu và Bộ trưởng Quốc phòng nước này, Boris Pistorius, đã trình bày một đề xuất vào tháng 6 vừa qua về một nghĩa vụ quân sự tình nguyện mới. Ông Pistorius tuyên bố Chúng tôi phải sẵn sàng cho chiến tranh vào năm 2029. Shin Monagan, một nghiên cứu viên tại chương trình châu Âu, Nga và Á Âu tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế Bình luận. Chúng ta đang chứng kiến cuộc tranh luận đang diễn ra sôi động và đó là bước đầu tiên. Điều này không xảy ra trong một sớm một chiều mà là một sự thay đổi lớn về mặt tinh thần. Theo chuyên gia Monagan, do chế độ nghĩa vụ quân sự vẫn là chủ đề không được ưa chuộng ở một số quốc gia, NATO đang phải vật lộn để đạt được mục tiêu mới là có 300.000 quân sẵn sàng hoạt động trong vòng một tháng và nửa triệu quân nữa trong vòng 6 tháng. Ông Monaghan nói, trong khi NATO tuyên bố đã đạt được mục tiêu đó, các thành viên của Liên minh trong EU nói rằng họ sẽ gặp khó khăn. NATO dựa vào lực lượng Mỹ để đạt được mục tiêu của mình. Các thành viên NATO ở châu Âu cần tìm ra những cách mới để đảm bảo nhân sự. Phải có điều gì đó thay đổi ở đây. Hungary hiện đang giữ chức chủ tịch luân phiên 6 tháng của Hội đồng EU, cơ quan xác định các ưu tiên và định hướng chính trị chung của khối. Thủ tướng Hungary Orbán đã xúc tiến những gì ông coi là sứ mệnh hòa bình Ukraine vào đầu tháng này nhằm tìm ra giải pháp cho cuộc xung đột giữa hai nước láng giềng ở châu Âu bằng cách tiếp xúc với năm chủ thể chính gồm Ukraine, Nga, Trung Quốc, EU và Mỹ. Trong quá trình đó, ông Orbán đã gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow khiến các nhà lãnh đạo EU tức giận. Theo đài RT, trong một cuộc phỏng vấn mới với Nhật báo Hurriyet, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã kể lại cuộc gặp của mình với ông Orbán bên lề hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO ở Washington, nước Mỹ hồi đầu tháng 7. Nhà lãnh đạo Hungary kêu gọi ông Erdogan cùng tham gia nỗ lực tìm giải pháp hòa bình cho xung đột Nga-Ukraine. Song ông Erdogan đề nghị kiên nhẫn và bày tỏ hy vọng khi thời điểm đến sẽ cùng nhau làm những gì cần thiết nhà lãnh đạo thổ nhĩ kỳ tiết lộ thêm thủ tướng hungary cũng chia sẻ kế hoạch tới gặp cựu tổng thống mỹ donald trump người đang tái chạy đua vào nhà trắng năm nay ông erdogan kể các lãnh đạo eu bắt đầu chỉ trích ông viktor orbán gai gắt như bạn biết đấy ông orbán đã đến kiev rồi tới moscow và họ đã lên án ông ấy ông orbán sau đó đến trung quốc và cũng bị chỉ trích theo cách tương tự nghị viện châu âu tuần trước đã lên án chuyến thăm nga của ông orbán mô tả đây là sự vi phạm trắng trợn các hiệp ước và chính sách đối ngoại chung của eu Ông Erdogan nói hiện họ đang tính toán cách loại Hungary khỏi vị trí chủ tịch EU. Mâu thuẫn giữa EU và Hungary về vấn đề Ukraine càng trở nên nghiêm trọng hơn khi đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu EU, Joseph Borrell, thông báo EU sẽ tổ chức cuộc họp tiếp theo của các ngoại trưởng và bộ trưởng quốc phòng các nước thành viên tại Bruxelles, Bỉ, thay vì tại thủ đô Budapest của Hungary. Phát biểu trước các phóng viên sau cuộc họp ngày 22 tháng 7 của các ngoại trưởng EU tại Bruxelles, Ông Borrell cho biết cuộc họp dự kiến diễn ra ở Budapest vào cuối tháng 8 sẽ được chuyển đến tổ chức tại Bruxelles. Theo các quan chức tại cuộc họp vừa diễn ra ở Bruxelles, nhiều ngoại trưởng nước thành viên EU đã thể hiện lập trường trái ngược với Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto liên quan đến vấn đề Ukraine. Ông Joseph Borrell cho biết gần như tất cả các quốc gia thành viên ngoại trừ Slovakia đều phản đối động thái riêng của Hungary lầu năm góc cho biết trong chiến lược bắc cực mới bắc cực trở thành khu vực đối đầu chiến lược của mỹ cụ thể lầu năm góc cho hay những thay đổi lớn về địa chính trị đang thúc đẩy nhu cầu về cách tiếp cận chiến lược mới này đối với bắc cực theo chiến lược bắc cực mới của mỹ những thay đổi bao gồm cuộc khủng hoảng ukraine việc phần lan và thụy điển gia nhập nato hợp tác ngày càng tăng giữa trung quốc và nga cũng như những tác động ngày càng gia tăng của biến đổi khí hậu chiến lược bắc cực mới cũng chỉ ra khu vực ngày càng dễ tiếp cận này đang trở thành địa điểm cho sự cạnh tranh chiến lược và Mỹ phải sẵn sàng ứng phó với thách thức cùng với các đồng minh và đối tác. Theo chiến lược Bắc Cực, những thay đổi này báo hiệu một môi trường an ninh Bắc Cực mới, năng động hơn. Chúng cũng có khả năng thay đổi bức tranh ổn định ở khu vực và nhiều mối đe dọa đối với Bắc Cực. Chiến lược của Mỹ cũng nhằm duy trì sự ổn định ở khu vực Bắc Cực, nơi Washington hy vọng sẽ bảo vệ được lợi ích quốc gia. Chiến lược Lầu Năm Góc nêu Chiến lược mới của Bộ Quốc phòng Mỹ chỉ ra sự cần thiết tăng cường năng lực ở Bắc cực, thúc đẩy hợp tác với các đồng minh và đối tác, đồng thời tập trận để xây dựng khả năng sẵn sàng cho các hoạt động ứng phó. Theo chiến lược Bắc cực của Lầu Năm Góc, Mỹ cần tăng cường năng lực và đầu tư vào việc chia sẻ thông tin và tình báo với các đồng minh để cải thiện sự hiểu biết về môi trường hoạt động và tăng cường năng lực quản lý rủi ro. Lầu Năm Góc mong đợi sẽ hợp tác với các đồng minh và đối tác cũng như chính quyền địa phương và ngành công nghiệp để cung cấp khả năng gian đe tích hợp và tăng cường an ninh chung. Ngoài ra, chiến lược cũng nhấn mạnh đến sự cần thiết tăng cường hiện diện ở Bắc Cực bằng cách huấn luyện độc lập và cùng với các đồng minh và đối tác để chứng minh khả năng tương tác và năng lực chung đáng tin cậy. Chiến lược trên của Mỹ được ban hành trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga và phương Tây ở Bắc Cực đã gia tăng đáng kể khi Moscow chỉ trích những tuyên bố của Washington về khu vực này cũng như việc Mỹ gia tăng hoạt động quân sự. Theo nhận định của Paul Gobo, chuyên gia về Á Âu, từng là giám đốc nghiên cứu và xuất bản tại Học viện Ngoại giao Azerbaijan, cũng như đã đảm nhiệm nhiều chức vụ khác nhau trong Bộ Ngoại giao và Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ. Mặc dù bị lu mờ bởi cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng những diễn biến ở Bắc Cực trong tháng qua đã tạo tiền đề cho khu vực này trở thành điểm nóng tiếp theo của cuộc đối đầu kinh tế, địa chính trị và quân sự giữa Nga và phương Tây. Căng thẳng mới trong cuộc đối đầu này xảy ra tại cuộc họp của cơ quan quản lý đáy biển quốc tế ở Jamaica vào cuối tháng 3. Ở đó, các đại diện của Nga đã chỉ trích Mỹ vì những tuyên bố mới mà Washington đưa ra vào tháng 12 năm ngoái về Bắc Cực và đáy biển giàu khoáng sản. Các đại diện của Nga nhấn mạnh rằng Mỹ đang lạm dụng luật pháp quốc tế để có lợi cho mình và gây ra xung đột với Nga, các cường quốc Bắc Cực khác và cả thế giới. Theo các nhà bình luận và chính trị gia Nga, phản ứng của Điện Kremlin có thể bao gồm việc rút khỏi hội đồng Bắc Cực, hiệp ước luật biển bác bỏ thỏa thuận Baker Sevagnas năm 1990 liên quan đến việc thiết lập biên giới biển giữa Moscow và phương Tây, đồng thời tăng cường hiện diện quân sự ở Bắc Cực để chống lại NATO và Mỹ. Thưa quý vị, xung đột Nga, Ukraine và những biến động của chính trường thế giới đang ngày càng trở nên phức tạp và căng thẳng nhiều hơn. Mặc dù cả hai bên đều nêu ra những điều kiện hòa bình nhưng đều rất khó khả thi. Trong bản tin ngày hôm nay, mời quý vị đến ngay với phần cập nhật diễn biến nóng xoay quanh cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Trang min.in.ua dẫn thông báo của Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine đăng trên mạng xã hội Telegram cho biết các đơn vị thuộc Hải quân Ukraine cùng một số lực lượng khác đã gây hư hại đáng kể cho chiếc phà Slavianin nằm bên trong cảng Kapkaz thuộc tỉnh Krasnodar của Nga. Đối phương thường sử dụng chiếc phà này để vận chuyển các trang thiết bị, container phục vụ cho mục đích quân sự. Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine sau đó đã công bố một bức ảnh được cho là chụp chiếc phà Slavianin cháy lớn sau đòn tập kích. Giới chức tỉnh Krasnodar của Nga trong thông cáo đưa ra dạng sáng 24 tháng 7, xác nhận chiếc phà Slavianin nằm trong cảng Kapkaz đã bị các máy bay không người lái UAV Ukraine tấn công. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng địa phương đã nhanh chóng dập tắt đám cháy trên chiếc phà. Được biết, đây là lần thứ hai trong vòng 3 tháng qua, cảng Kapkaz của Nga bị quân đội Ukraine tấn công. Chính quyền do Nga bổ nhiệm ở Crimea trước đó tuyên bố rằng 15 UAV Ukraine đã bị bắn hạ trên biển đen trong đêm 22 tháng 7. Bộ Quốc phòng Nga sáng 23 tháng 7 theo giờ địa phương cho biết họ đã bắn hạ tới 21 máy bay không người lái Ukraine trên bầu trời Biển Đen và bán đảo Crimea. Ngoài ra, lực lượng Nga còn bắn hạ 2 UAV ở khu vực Bryansk và 2 chiếc ở khu vực Bengorod. Kiev Independent cho hay kể từ cuối tháng 5 vừa qua, thiết bị không người lái và tên lửa Ukraine đã nhiều lần tấn công Crimea, buộc lực lượng Nga phải rút phần lớn hạm đội Biển Đen và tăng cường phòng không cho bán đảo. Ở diễn biến khác, quân đội Nga hôm 23 tháng 7 tuyên bố lượng tên lửa của họ đã phá hủy thành công một căn cứ được Ukraine sử dụng làm nơi triển khai tạm thời lính tư nhân và chuyên gia quân sự nước ngoài ở tỉnh Kharkov. Hãng thông tấn TASS dẫn thông cáo từ Bộ Quốc phòng Nga viết kíp chiến đấu tên lửa đạn đạo Iskander M đã thực hiện đòn tấn công nhằm vào điểm triển khai tạm thời của lực lượng lính tư nhân và chuyên gia quân sự nước ngoài nằm trong địa phận thành phố Dehachi thuộc tỉnh Kharkov. Đòn tập kích đã gây tổn thất nặng nề nhiều chuyên gia nước ngoài thiệt mạng. Trong đoạn video được hãng thông tấn TASS trích dẫn sau đó, UAV trinh sát Nga đã ghi lại toàn bộ quá trình vụ tập kích tên lửa diễn ra. Cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh Nga liên tục cảnh báo rằng bất kỳ nhân viên quân sự nước ngoài nào hoạt động tại Ukraine đều được coi là mục tiêu hợp pháp cho các cuộc tấn công của Nga và sẽ bị bắn hạ. Tháng 6 vừa qua, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã nhắc lại cảnh báo trên khi Pháp úp mở về việc chính thức điều binh tới Ukraine. Ông Peskov nói, bất cứ huấn luyện viên nào tham gia huấn luyện quân đội Ukraine đều không có quyền miễn trừ, cho dù họ có là người Pháp hay không. Tổng thống Nga Vladimir Putin gần đây cũng tuyên bố rằng các huấn luyện viên quân sự phương Tây đã có mặt từ lâu ở Ukraine dưới vỏ bọc lính tư nhân và nhấn mạnh rằng họ là mục tiêu hợp pháp của lực lượng vũ trang Nga. Đã có ít nhất một trường hợp trực thăng tấn công K-52, biệt danh Casca bị phá hủy do đạn rocket của hệ thống pháo phản lực phóng loạt BM27 Uragan, tức là nó bị loại bỏ bởi hỏa lực thân thiện. Thông tin trên do phi công quân sự người Nga, Oleksiy Voevoda thông báo và nói thêm rằng phi hành đoàn bao gồm hai phi công trên chiếc trực thăng chiến đấu được đề cập đã thiệt mạng. Ngoài ra trên kênh Telegram của mình, ông Voevoda còn đăng một bức ảnh cho thấy chiếc K-52 né được loạt đạn từ bệ phóng phá phản lực. Tuy nhiên, phi công Nga không tiết lộ thời gian và địa điểm của sự kiện cũng có những trường hợp trực thăng K-52 bị hư hại do hỏa lực thân thiện khác được ghi nhận. Vào năm 2022, ngay khi xung đột bùng nổ, một chiếc K-52 đã bị bắn hạ ở vùng Zaporizhia, vũ khí chính là hệ thống pháo tên lửa phòng không Panzer S-1 của Nga. Hồi tháng 5, tài khoản Telegram của Lữ đoàn Cơ giới số 47 của Ukraine cũng từng cho biết, các binh sĩ của tiểu đoàn tên lửa và pháo phòng không thuộc Lữ đoàn Cơ giới số 47 đã bắn rơi một chiếc trực thăng K-52 Alligator của Nga có biệt danh Alligator tức cá sấu, trực thăng K-52 của hãng Kamov, Nga, được thiết kế cho các nhiệm vụ tuần tra, trinh sát, chống tăng, chi viện hỏa lực hay tấn công các mục tiêu trên không ở tốc độ thấp. Theo nhà sản xuất vũ khí Rosboronexport của Nga, trực thăng này có tốc độ tối đa lên đến 300 km h Vào tháng 7 năm 2023, Bộ Quốc phòng Anh mô tả K-52 là một trong những hệ thống vũ khí có ảnh hưởng nhất của Nga và cho biết chúng đã gây ra tổn thất nặng nề cho quân đội Ukraine hoạt động ở miền nam nước này. Trong cuộc xung đột ở Ukraine, trực thăng Nga tích cực sử dụng vũ khí tên lửa dẫn đường để thực hiện nhiều nhiệm vụ chiến đấu khác nhau. Cách đây không lâu, trực thăng K-52 đã phá hủy một đoàn xe bọc thép của lực lượng vũ trang Ukraine bằng tên lửa Vik-1, phá vỡ cuộc tấn công của đối phương và đảm bảo an ninh cho các vị trí của Nga. Độ chính xác cao của tên lửa sẽ giúp quân đội Nga tấn công hiệu quả ngay từ lần đầu tiên, từ đó giảm nguy cơ bắn trả của đối phương. Theo Pravda, Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 22 tháng 7 đã đăng tải đoạn video ghi lại cảnh quân đội nước này dùng tên lửa HIMARS để bắn nổ một hệ thống phòng không TORM-2 của Nga ở gần khu định cư Olenovka, vùng Donetsk. Đợt tập kích do lữ đoàn đường không số 79 thực hiện, thời gian cụ thể không được tiết lộ. Trong đoạn video, UAV trinh sát của Ukraine đã bám theo hệ thống phòng không Nga trong quá trình di chuyển về một nhà kho ở ngoại ô Olenovka. Sau khi xác định được tọa độ cụ thể của mục tiêu, phía Ukraine đã dùng tổ hợp tên lửa HIMARS để tập kích đòn tấn công chính xác đã phá tung cả hệ thống TRM-2 và nhà kho của Nga. Hồi tháng 6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận Kiev đã khai hỏa bệ phóng HIMARS đặt ở Kharkov vào Nga, trong khi Mỹ vẫn cấm các cuộc tấn công sâu hơn vào lãnh thổ Nga. Hỏa thần HIMARS được chú trọng khi lần đầu tiên xuất hiện trên chiến trường vào năm 2022 và khi Kiev sử dụng chúng để tấn công các vị trí của Nga, đồng thời ngăn cản Moscow bố trí số lượng lớn đạn dược gần tiền tuyến và duy trì tốc độ bắn cao. Himaes đã phá hủy hệ thống hậu cần, tiếp tế, kho đạn, vũ khí của Nga, làm đà tiến của Moscow bị chậm lại nhờ những quả rocket dẫn đường chính xác có sức công phá lớn. Phương Tây đã mô tả hệ thống này như một nhân tố thay đổi cuộc xung đột. Trên thực tế, Himaes đã góp phần giúp Ukraine phản công hiệu quả ở một số khu vực và giúp Ukraine giành lại thành phố chiến lược Kherson mà không bị tổn thất quá nhiều. Tuy nhiên, theo RT, quân đội Nga đã liên tục săn lùng các khí tài hạng nặng của Ukraine, bao gồm Himaes. Trong vài tuần qua, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố các video cho thấy quân Moscow đã phá hủy nhiều hệ thống này. Gần đây nhất, Nga đã công bố video đòn tập kích tên lửa đạn đạo nhằm vào nhà kho nghi là nơi giấu tổ hợp HIMARS, khiến mục tiêu bốc cháy dữ dội. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, khẩu đội tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander M đã tiến hành đòn tập kích nhằm vào nhà kho cất giấu pháo phản lực HIMARS của Ukraine tại làng Novopetrovka thuộc tỉnh Mykolaiv. Đòn đánh đã hủy diệt xe phóng, đạn dự trữ và các binh sĩ đang bảo dưỡng khí tài. Video từ máy bay không người lái UAV được công bố cho thấy ảnh vệ tinh chụp khu nhà kho và vụ nổ bùng lên khi tên lửa lao xuống. Quân đội Nga khẳng định địa điểm này được theo dõi từ trước nhưng chưa tiết lộ video trinh sát mục tiêu. Với rất ít triển vọng đạt được trong việc giữ vững tiền tuyến trong những tháng tới, Ukraine đang tìm cách tấn công Crimea bằng tên lửa tầm xa do Mỹ cung cấp. Thời gian gần đây, ukraine đã phá hủy các bệ phóng và radar của một số hệ thống phòng không tiên tiến của nga trên bán đảo này theo các quan chức ukraine nga đã không sử dụng cây cầu đường sắt và đường bộ nối lãnh thổ nước này với bán đảo crimea để vận chuyển thiết bị quân sự hạng nặng trong gần một năm qua sau khi ukraine dùng máy bay không người lái tấn công và làm hư hỏng các tuyến đường này gần đây nga cáo buộc ukraine sử dụng tên lửa atacms do mỹ cung cấp tấn công crimea đồng thời cảnh báo hậu quả nghiêm trọng của hành động này nhưng một số nhà phân tích tình báo mã nguồn mở của phương Tây cho rằng các mảnh vỡ tại Crimea nhiều khả năng là của máy bay đánh chặn Nga chứ không phải vũ khí Mỹ. Nỗ lực tấn công của Ukraine không mới, song báo hiệu sự thay đổi quan trọng trong cuộc xung đột đang bước qua năm thứ ba. Mới đây nhất, Nga tuyên bố đã bắn hạ 21 máy bay không người lái UAV của Ukraine xuất hiện phía trên bán đảo Crimea và Biển Đen vào sáng sớm hôm 23 tháng 7. Kênh Telegram Kremlin Win cho hay người dân báo cáo đã nghe thấy âm thanh của các vụ nổ tại khu Jankoi ở phía bắc bán đảo Crimea. Theo Astra, giao thông cũng bị đình trệ trên cầu Kerch nối đất liền Nga với Crimea. Trong khi đó, ông Veniamin Kondratiev, thống đốc vùng Krasnodar của Nga cho biết UAV Ukraine đã tấn công một phà tại cảng Kapkas nằm ở eo biển Kerch ngăn cách bán đảo Crimea với vùng Krasnodar. Vụ tấn công gây hỏa hoạn. Ông Kondratiev chia sẻ trên Telegram rằng các lực lượng ứng phó khẩn cấp đang có mặt tại hiện trường, ngọn lửa đã được khống chế và không có nguy cơ lan rộng. Tuy nhiên, thủy thủ trên phà và nhân viên tại cảng đã bị thương và thiệt mạng, nhưng không nói rõ mức độ thiệt hại của phà. Phía Ukraine chưa đưa ra bình luận về thông tin trên. Trước đó, theo nguồn tin của Pravda, các vũ khí không người lái của Ukraine đã bắn trúng và vô hiệu hóa một sở chỉ huy, một kho đạn dược và thiết bị, trạm biến áp cơ sở kỹ thuật và các vị trí khai hỏa của Nga trên hồ Donuzlav ở Crimea. Nguồn tin cũng cho biết, hải quân Nga đã cố gắng tiến hành một cuộc diễn tập để bảo vệ hồ Donuzlav, nhưng vì sự xuất hiện của máy bay không người lái Ukraina nên cuộc diễn tập đã thất bại. Ông Federico Bosari tại Trung tâm phân tích chính sách châu Âu, CEPA nhận định, chuỗi tấn công của Ukraina vào Crimea có thể làm suy yếu năng lực phòng không của Nga trong khu vực, từ đó làm giảm mối đe dọa đối với lực lượng hàng không chiến thuật của Ukraina. Theo TASS, mới đây, tỉnh trưởng Vyacheslav Gladkov đã cáo buộc Ukraine tổ chức tập kích diện rộng tại vùng biên giới Bengorod, gây thiệt hại cho nhiều khu định cư trong vùng. Ông Gladkov cho biết, quân đội Ukraine đã bắn gần 60 quả đạn pháo và phóng hơn 50 UAV vào Bengorod trong ngày qua. Tại quận Shebekinsky và Yakovlevsky đã có 18 căn hộ bị hư hại nặng vì đòn tập kích của đối thủ. Ở khu định cư Malomikhailovka đã có một người thiệt mạng, trong khi có nhiều người khác bị thương được ghi nhận ở các khu vực khác. Trong khi đó, Điện Kremlin cũng đã thông qua lệnh hạn chế nhập cảnh tại Belgorod nhằm tăng cường bảo vệ lãnh thổ Nga trước các cuộc tập kích của Ukraine. Ông Gladkov thông tin thêm, các trạm kiểm soát sẽ được thiết lập bên ngoài các địa phương giáp Belgorod, phương tiện giao thông công cộng bị cấm và những ai muốn đến đây đều phải thông báo trước cho nhà chức trách địa phương. Trong một diễn biến khác, Bộ Quốc phòng Ukraine đã thông báo về việc quân đội nước này bắn hạ một cường kích Su-25 của Nga gần thành phố Pokrovsk, vùng Đồ Nhét. Phía Ukraine cho biết đã có hai máy bay Su-25 của đối thủ tiếp cận Pokrovsk ở tầm thấp. Một trong số này đã bị các thành viên của Lữ đoàn Cơ giới Độc lập số 110 bắn hạ. Ngoài ra, không quân Ukraine đã xác nhận việc lực lượng phòng không nước này đánh chặn 7 UAV cảm tử xa hết và một tên lửa hành trình KH-69 được Nga triển khai. Belgorod là nơi chuẩn bị cho kế hoạch quân sự của Nga vào tháng 2 năm 2022. Khu vực này thường xuyên bị Ukraine tấn công từ khi lực lượng Nga rút lui khỏi vùng Đông Bắc Ukraine ngay từ đầu cuộc xung đột. Cuộc tấn công vào thành phố Belgorod ngày 30 tháng 12 năm 2023 đánh dấu thời điểm xung đột gia tăng khốc liệt. Một loạt tên lửa đã nã vào thành phố này khi người dân đón năm mới. 25 người đã thiệt mạng và trên 100 người bị thương. Vụ tấn công cũng buộc các quan chức Belgorod phải hủy bỏ lễ kỷ niệm lễ hiển linh của chính thông giáo vào ngày 19 tháng 1. Từ đó, Ukraine vẫn liên tục dùng tên lửa và máy bay không người lái để tấn công Bengorod. Từ các khu rừng phía Ukraine, binh sĩ nước này có thể tấn công Bengorod bằng các loại vũ khí tương đối đơn giản và cơ động như bệ phóng loạt. Có ngày, Bengorod bị pháo kích tới 300 lần. Các làng ở biên giới đã hứng chịu các cuộc tấn công liên tục khi binh sĩ Ukraine dùng xe tăng, xe bộ binh bọc thép và các loại vũ khí hạng nặng khác xâm nhập. Nga tuyên bố đã đẩy lùi các cuộc tấn công và gây tổn thất nặng nề cho phía Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc tấn công lặp đi lặp lại của Ukraine ở Belgorod cũng đã ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân ở đây. Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đó đã cáo buộc Ukraine dùng các cuộc tấn công để khiến người dân sợ hãi. Ông nói, tôi chắc chắn rằng người dân của chúng tôi, người dân Nga, sẽ đáp trả các cuộc tấn công bằng tinh thần gắn kết chặt chẽ hơn nữa, đồng thời khẳng định sẽ khiến Ukraine phải trả giá vì các cuộc tấn công xuyên biên giới vào Belgorod. Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cũng đã từng tuyên bố rằng hành động quân sự của Ukraine tại Belgorod đều là để đáp trả kế hoạch quân sự mà Nga phát động ở Ukraine. Hãng tin Reuters của Anh mới đây dẫn lời Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, ông Oleksandr Sisky cho biết mặt trận Pokrovsk đang nguy cấp, lực lượng Nga đang tiến hành các cuộc tấn công không ngừng nghỉ nhằm tiến về thị trấn Pokrovsk, trung tâm hậu cần ở phía đông Ukraine. Giao tranh đang diễn ra ác liệt trên toàn chiến tuyến. Từ mặt trận phía đông, Ông Sisiky thông báo lực lượng nga đang tiếp tục tiến về Pokrovsk bất chấp tổn thất. Ông Sisiky nói rằng lực lượng nga đã tiến hành 117 cuộc tấn công dọc chiến tuyến chỉ trong vòng 24 giờ. Riêng Pokrovsk hứng chịu tới 39 cuộc tấn công. Trong khi đó, tờ Ukrayinska Pravda của Ukraine dẫn thông tin từ tình báo Anh cho hay hơn 30.000 binh sĩ của vệ binh quốc gia nga, lực lượng quân sự của Liên bang nga một cơ quan độc lập báo cáo trực tiếp cho Tổng thống Vladimir Putin đã có mặt tại Ukraine. Đáng lưu ý, ngoài mặt trận Pokrovsk, tờ Focus của Ukraine dẫn thông tin từ Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK, trụ sở tại Washington, cho biết lực lượng Nga đã triển khai thêm các nhóm tấn công trên mặt trận Kharkov, Nhóm tác chiến chiến thuật của Ukraine ở Kharkov báo cáo rằng lực lượng Nga đã triển khai thêm các nhóm tấn công tăng cường cho lữ đoàn thủy quân lục chiến độc lập số 155 và sư đoàn súng trường cơ giới số 18. Bên cạnh đó, Nga cũng đang tập hợp một loạt nhóm xung kích của các trung đoàn súng trường cơ giới. Theo trang Top War của Nga, những bước đột phá và các động thái mới của Nga đã buộc Bộ Chỉ huy quân sự Ukraine phải gấp rút điều chuyển lực lượng dự bị. Bên cạnh đó, lực lượng Nga vừa tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và pháo binh quy mô lớn nhằm vào lực lượng dự bị do Ukraine chuyển tới mặt trận phía đông, loại khỏi vòng chiến đấu nhóm quân dự bị đến Kharkov và Kramatorsk. Về phía Ukraine, trong tình thế thiếu nhân lực, chính quyền Kiev vẫn đang nỗ lực chuẩn bị cho đợt phản công năm 2024. Bất chấp việc giới quan chức quân sự cấp cao phương Tây đánh giá là Kiev không đủ khả năng phản công trong năm nay và cần bình tĩnh chờ đợi đến cuộc phản công mùa hè năm 2024. Theo nhận định của giới chuyên gia quân sự NATO, để thực hiện thắng lợi cuộc phản công năm nay, Kiev phải có lực lượng lớn hơn cuộc phản công năm ngoái, tức là phải có hơn 14 lữ đoàn bộ binh cơ giới với tầm hơn 50.000 binh sĩ. Tuy nhiên, chính quyền Kiev đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm binh sĩ cho việc này vì vậy, lực lượng vũ trang Ukraine có kế hoạch tung một quân đoàn gồm 30.000 binh sĩ vào cuộc xung đột để đột phá mặt trận phòng thủ của Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Latvia Andris Prut cho biết, Latvia đã gửi lô hàng đầu tiên gồm hơn 500 máy bay không người lái tới Ukraine. Trước đó vào hồi tháng 4, Thủ tướng Latvia Evika Silina cho biết, nước này có kế hoạch gửi lô máy bay không người lái nội địa đầu tiên trị giá 1 triệu euro đến Ukraine trong tương lai gần. Quan chức Nga nhiều lần cảnh báo việc tiếp tế quân sự cho Kiev chỉ làm gia tăng xung đột, ảnh hưởng đến tiến trình của hoạt động quân sự đang diễn ra ở Ukraine. Nhiều chuyên gia Nga cảnh báo, sau khi xung đột kết thúc, những người điều khiển máy bay không người lái của Ukraine có kinh nghiệm chiến đấu thực tế là mối đe dọa đối với an ninh toàn cầu. Những người này có thể gia nhập vào hàng ngũ mạng lưới tội phạm và tổ chức khủng bố. Thời kỳ đầu diễn ra cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, Ngoại trưởng Latvia Edgar Rinkevich cũng kêu gọi NATO cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Ngoại trưởng Latvia Edgar Rinkevich nói, chúng ta nên cho phép Ukraine sử dụng vũ khí phương Tây đã cung cấp cho Kiev để nhắm mục tiêu vào các địa điểm tên lửa hoặc sân bay mà từ đó Nga tiến hành các cuộc không kích. Nga nhiều lần cảnh báo phương Tây về việc bơm vũ khí cho Ukraine, nhấn mạnh rằng điều này có thể dẫn đến xung đột trực tiếp giữa NATO và Nga. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Rinkevich cho rằng NATO không nên lo sợ xung đột gia tăng. Latvia là một trong những quốc gia ủng hộ Kiev mạnh mẽ nhất trong cuộc xung đột đang diễn ra giữa Nga và Ukraine. Các quan chức hàng đầu của Latvia đã nhiều lần đến Kiev để thể hiện sự ủng hộ đối với Ukraine. Chuyến thăm gần đây nhất diễn ra vào cuối tuần trước, khi ông Rinkevich cùng với Ngoại trưởng Litva, Estonia, Phần Lan, Thụy Điển, Na Uy và Iceland gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Kiev. Về phần mình, Ukraine cũng đang nỗ lực tăng quy mô sản xuất trong nước, đặt mục tiêu sản xuất ít nhất 1 triệu thiết bị bay không người lái vào năm 2024. Kiev sử dụng các thiết bị bay không người lái tầm xa để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, nhắm vào các cơ sở hạ tầng quân sự như sân bay và hậu cần, cũng như các nhà máy lọc dầu và kho chứa dầu. Hãng thông tấn nhà nước TASS đưa tin Hạ viện Nga, tức Duma Quốc gia, đã đề xuất dự luật giam giữ kỷ luật lên tới 10 ngày đối với binh sĩ sử dụng điện thoại thông minh, smartphone, có chức năng quay phim chụp ảnh và định vị địa lý tại các vùng xảy ra xung đột tại Ukraine. Theo dự thảo luật được Ủy ban Quốc phòng Duma quốc gia ủng hộ, việc sử dụng các thiết bị điện tử phục vụ mục đích cá nhân, cho phép quay phim, ghi âm và truyền dữ liệu địa lý trong khi ở vùng diễn ra xung đột tại Ukraine sẽ bị phân loại là hành vi vi phạm kỷ luật nghiêm trọng. Giới chức Nga và phương Tây cho biết, trong bối cảnh hai bên đang đẩy mạnh tác chiến điện tử, đối phương có thể dễ dàng xác định mục tiêu trên tiền tuyến bằng cách theo dõi vị trí tín hiệu và truy cập vào các bức ảnh hoặc tin nhắn được đăng tải trên các thiết bị thông minh. Quân đội Nga sẽ chỉ được dùng các mẫu điện thoại đời cũ, không có camera và hệ thống định vị toàn cầu GPS. Biện pháp này được cho là nhằm ngăn chặn nguy cơ dò dỉ thông tin trong tác chiến và huấn luyện. Một báo cáo năm 2024 của Công ty Phần mềm An ninh mạng Enea chỉ ra rằng điện thoại di động có thể dễ dàng bị theo dõi trên chiến trường theo nhiều cách bởi các bên đối lập trong cuộc xung đột Nga-Ukraine. Năm 2023, quân đội Kiev đã tấn công chính xác vào vị trí đóng quân của Nga tại Donetsk, Ukraine khu vực do lực lượng Moscow kiểm soát thông qua việc định vị tín hiệu của một số cá nhân sử dụng điện thoại thông minh trái phép tại đây. Việc hạn chế điện thoại thông minh được quân đội Nga thực hiện từ năm 2005 dưới thời cựu Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Ivanov. Tới tháng 9 năm 2009, Bộ Quốc phòng Nga gỡ bỏ lệnh cấm do sức ép dư luận nhưng vẫn duy trì nhiều hạn chế. Trong khi đó, Ukraine đang tìm ra những cách sáng tạo để đối phó Nga bằng các ứng dụng điện thoại thông minh. Cụ thể, Bộ chuyển đổi kỹ thuật số Ukraine đã công bố cổng ứng dụng di động DIA cho phép hơn 21 triệu người Ukraine truy cập hơn 70 dịch vụ của chính phủ, cũng như lưu trữ và truy cập 14 tài liệu kỹ thuật số thiết yếu. Cũng chính bộ này, do Mikhailo Fedorov đứng đầu, đã thúc đẩy hàng loạt đổi mới công nghệ, bao gồm chế tạo các thiết bị không người lái trên không, trên mặt đất và trên biển. Đây được xem là những vũ khí quan trọng giúp Ukraine đối phó với Nga hơn 2 năm qua. Theo đó, Ukraine đã thiết lập một mạng lưới sử dụng hàng nghìn điện thoại di động độc lập để theo dõi máy bay không người lái và tên lửa đang bay tới. Điều này sẽ mang tới dữ liệu đầy đủ và hiệu quả hơn là chỉ phụ thuộc vào những người dân thường. Tại một hội nghị quân sự tại London, Anh hôm 22 tháng 7, tướng Valery Zaludny, tân đại sứ của Ukraine tại Anh, người từng giữ chức tổng tư lệnh quân đội nước này, đã cảnh báo về khả năng xảy ra thế chiến trong bối cảnh cuộc xung đột Nga-Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Ông Zaludny cảnh báo liệu nhân loại có sẵn sàng chấp nhận một cuộc thế chiến thứ ba hay không? Nếu muốn hòa bình, cần phải chuẩn bị cho chiến tranh. Thời gian không còn đứng về phía chúng ta nữa. Đồng thời kêu gọi anh và các đồng minh cần phải thức tỉnh và ưu tiên cấp bách việc phát triển công nghệ quân sự mới. Vị tướng này cũng cho biết, cần phải kết hợp kinh nghiệm tác chiến của Ukraine với các nguồn lực và nghiên cứu của phương Tây thì mới có thể tạo nên đột phá trên chiến trường. Tuyên bố của ông Zaluni được đưa ngay sau khi có thông tin cho rằng Vương quốc Anh đã bắt đầu thử nghiệm gắn tia laser trên một xe quân sự hệ thống vũ khí laser năng lượng cao được thử nghiệm do tập đoàn Raytheon chi nhánh Anh sản xuất, gọi tắt là HEWLS, đã khai hỏa với công suất tối đa khi gắn trên xe bọc thép Ophau của lục quân Anh tại cơ sở nghiên cứu khoa học và công nghệ quốc phòng Porton Down ở hạt Wiltshire, tây nam nước này. Raytheon UK thông báo hôm 22 tháng 7, HEWLS nhẹ và có tính cơ động cao là vũ khí laser gắn trên phương tiện mặt đất đầu tiên được khai hỏa ở Anh. HEWLS được thiết kế để bắn hạ các drone cỡ nhỏ và tích hợp với các hệ thống phòng không hiện hành như radar. Vũ khí laser đã được quân đội Mỹ xác nhận đủ điều kiện thực chiến sau khi trải qua hơn 40.000 giờ thử nghiệm và bắn hạ khoảng 400 mục tiêu. Đây là một loại vũ khí có khả năng tiêu diệt mục tiêu với tốc độ ánh sáng từ khoảng cách ngắn, chỉ hơn 1 km. Bộ quốc phòng ca ngợi loại vũ khí này là mang tính đột phá và có thể là giải pháp tiết kiệm hơn nhiều để tiêu diệt máy bay không người lái UAV so với tên lửa hoặc đạn Phòng không là mối quan tâm hàng đầu đối với Ukraine trong giai đoạn hiện nay. Trước đó, tờ Independent đưa tin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiếp tục kêu gọi phương Tây gửi thêm hệ thống phòng không Patriot và máy bay chiến đấu F16 để chống lại các đơn vị tấn công bằng tên lửa của Nga. Trong hội nghị thượng đỉnh NATO vào đầu tháng 7, nhà trắng xác nhận các máy bay chiến đấu F16 đầu tiên đang trên đường tới Ukraine và sẽ xuất kích vào mùa hè này. Theo Tổng thống Zelensky, Kyiv cần tới 128 chiếc F16 để có thể chiến đấu hiệu quả với ưu thế trên không của Moscow. Theo tờ Politico, Hungary mới đây đã yêu cầu EU có hành động với Ukraine vì đã áp đặt lệnh cấm một phần đối với hoạt động xuất khẩu dầu của Nga với lý do động thái này gây nguy hiểm cho an ninh năng lượng của Budapest. Tháng trước, Ukraine đã áp dụng lệnh trừng phạt chặn đường ống vận chuyển dầu thô đến Trung Âu do công ty dầu Lukoil của Nga bán ra làm dấy lên lo ngại về tình trạng thiếu hụt nguồn cung ở Hungary. Budapest phụ thuộc vào Moscow cho 70% lượng dầu nhập khẩu của mình, trong đó lúc oi chiếm một nửa. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hungary Peter Szijjarto cho biết quyết định của Ukraine về cơ bản đe dọa đến an ninh nguồn cung tại Hungary. Đây là một bước đi không thể chấp nhận được của Ukraine, quốc gia muốn trở thành thành viên của EU và chỉ với một quyết định duy nhất đã khiến nguồn cung dầu rơi vào nguy hiểm. Ông Sajidato tuyên bố rằng động thái của Kiev rõ ràng vi phạm thỏa thuận liên kết năm 2014 của EU với Ukraine. Hungary và Slovakia cũng bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm, hiện đã bắt đầu đàm phán với Ủy ban châu Âu, một bước đi trước hành động pháp lý. Kiev đã lập luận rằng họ chỉ đang tìm cách cắt giảm nguồn thu chính của Nga để duy trì xung đột ở Ukraine, với ước tính cho thấy Moscow đã thu về 180 tỷ đô la Mỹ từ xuất khẩu dầu mỏ vào năm ngoái căng thẳng ngoại giao gia tăng diễn ra khi quan hệ giữa ukraine và hungary xuống mức thấp nhất với tuần trước kiev chỉ trích thủ tướng hungary viktor orbán vì đã gặp tổng thống nga vladimir putin trong một sứ mệnh hòa bình động thái của ukraine cũng gây ra phản ứng dữ dội ở slovakia nơi cũng phụ thuộc rất nhiều vào nga về dầu mỏ lệnh cấm của kiev đã gây ra phản ứng dữ dội từ thủ tướng slovakia robert fico ông fico cho biết slovakia không muốn trở thành con tin của mối quan hệ Ukraine-Nga. Ông Fico nói, sau cuộc điện đàm với Thủ tướng Ukraine Denis Mihan, lệnh cấm có nghĩa là nhà máy lọc dầu Slovnaft ở trung tâm Slovakia sẽ nhận được ít hơn 40% lượng dầu so với nhu cầu, đồng thời nhấn mạnh rằng nó cũng sẽ làm giảm lượng nhiên liệu xuất khẩu của Slovakia sang Ukraine, chiếm một phần mười lượng tiêu thụ của Kiev. Sau cuộc xung đột Nga-Ukraine, EU đã cấm nhập khẩu dầu của Nga vào khối này bằng đường biển, nhưng vẫn cho phép các quốc gia không giáp biển như Hungary, Slovakia và Cộng hòa Séc tiếp tục mua dầu thông qua đường ống Druzba từ Nga sang châu Âu cho đến khi họ tìm được giải pháp thay thế. Nhưng theo Isaac Levy, nhà phân tích tại Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Không khí sạch, Hungary, nước đã khiến Ukraine tức giận khi chỉ hoãn lệnh trừng phạt của EU đối với Nga và ngăn cản nỗ lực gia nhập khối của Kiev vẫn chưa tìm kiếm các lựa chọn khác. Chuyên gia Levy tiết lộ, Lý do EU miễn trừ cho Hungary là để họ có thời gian giảm sự phụ thuộc vào dầu của Nga thông qua đường ống này. Nhưng khi xem xét dữ liệu từ năm 2021, Hungary đã tăng lượng dầu nhập khẩu từ Nga qua đường ống này lên hơn 50%. Theo tờ Wall Street Journal, cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới có khả năng chứng kiến ông Donald Trump quay trở lại Nhà Trắng, dẫn đến những ảnh hưởng sâu rộng tới an ninh châu Âu, quan hệ xuyên đại Tây Dương và cuộc xung đột ở Ukraine. Các nhà lãnh đạo châu Âu đang phải đối mặt với những thay đổi và thách thức này. Việc ông Trump chọn thượng nghị sĩ James David Vance làm người đồng hành tranh cử vào đầu tuần này đã củng cố thêm lo ngại ở châu Âu rằng sự trở lại của cựu tổng thống Trump có thể dẫn đến giảm mạnh viện trợ của Mỹ cho Ukraine và thúc đẩy Kiev tham gia đàm phán hòa bình với Điện Kremlin. Đồng thời, Mỹ có thể chuyển hướng ưu tiên quốc phòng sang châu Á, buộc châu Âu phải tự lo cho mình nhiều hơn. Ông Trump, cựu tổng thống Mỹ, nổi tiếng với tài hùng biện gai gắt và những quyết định khó lường trong chính trị quốc tế. Trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên, quan hệ giữa Mỹ và Nga vẫn căng thẳng, bất chấp thiện cảm cá nhân của ông ta dành cho người đồng cấp là ông Vladimir Putin. Tuy vậy, mặc dù thường chỉ trích NATO và các đồng minh châu Âu không hỗ trợ quân sự đầy đủ cho Ukraine, nhưng bản thân ông lại không tích cực can thiệp vào cuộc xung đột. Với viễn cảnh ông Trump trở lại nắm quyền, có thể thấy áp lực ngày càng tăng đối với các đối tác NATO ở châu Âu để tăng cường đóng góp của họ trong việc hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Đồng thời, ông Trump có thể sẽ tìm cách giảm thiểu sự can thiệp quân sự trực tiếp của Mỹ, vốn là điển hình trong cách tiếp cận chính sách đối ngoại của nhân vật này. Nhưng khả năng cao, Hoa Kỳ dưới thời ông Trump sẽ tiếp tục cung cấp hỗ trợ quân sự đáng kể cho Ukraine, bao gồm việc giao vũ khí tối tân và đào tạo binh sĩ. Bên cạnh đó, chính sách trừng phạt của Mỹ đối với Nga có thể còn trở nên cứng rắn hơn, khi ông Trump nổi tiếng là người sẵn sàng sử dụng đòn bẩy kinh tế và các biện pháp trừng phạt có thể được tăng cường nếu xung đột Ukraine tiếp tục ông trump còn nổi tiếng với cách tiếp cận cứng rắn trong đàm phán và mong muốn đưa ra những điều khoản đặc biệt điều này sẽ gây khó khăn cho việc đạt được thỏa hiệp giữa các bên ngoài ra ông trump có thể tận dụng tình hình ukraine để củng cố vị thế của mình ở mỹ thể hiện quyết tâm và sẵn sàng thực hiện bước đi cứng rắn điều này sẽ đặc biệt đúng trong thời gian cận kề cuộc bầu cử khi việc thể hiện sức mạnh và khả năng bảo vệ lợi ích của mỹ sẽ trở thành yếu tố quan trọng trong chiến dịch tranh cử theo tờ Politico, tuyên bố của Tổng thống Mỹ Joe Biden về việc dừng tái tranh cử nhiệm kỳ thứ hai đã đẩy cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 vào tình thế khó khăn. Không chỉ vậy, nó còn tác động sâu sắc đến địa chính trị toàn cầu. Ukraine sẽ là một trong những nước chịu ảnh hưởng đầu tiên về quyết định của Tổng thống Mỹ Joe Biden, bởi trong suốt nhiệm kỳ của mình, ông Joe Biden luôn duy trì lập trường ủng hộ Kiev vô điều kiện trong cuộc xung đột với Nga. Bất cứ sự thay đổi nào ở Nhà Trắng đều nhận được sự quan tâm đặc biệt từ Nga và Ukraine. Xung đột Ukraine nhiều khả năng sẽ có chuyển biến lớn dựa trên việc ai sẽ chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới và khi ông Biden rời Nhà Trắng vào tháng 1 năm 2025. Trong một phát biểu ngày 21 tháng 7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có những chia sẻ xúc động dành cho Tổng thống Biden khi ông hỗ trợ không ngừng nghỉ cho Kiev trong suốt nhiệm kỳ, đồng thời nhấn mạnh rằng ông tôn trọng quyết định cứng rắn nhưng mạnh mẽ của Tổng thống Biden. Cũng theo Tổng thống Zelensky, Tình hình hiện tại ở Ukraine và toàn châu Âu không hề kém phần thách thức và Kiev mong muốn Mỹ sẽ tiếp tục duy trì sự lãnh đạo mạnh mẽ nhằm ngăn chặn Nga thành công. Hiện tại, Mỹ vẫn đang dẫn đầu trong các nước phương Tây viện trợ quân sự cho Ukraine kể từ khi xung đột nổ ra. Tuy nhiên, các gói viện trợ gần đây nhất trị giá 61 tỷ đô la Mỹ vẫn chưa được Quốc hội Mỹ thông qua do vấp phải sự phản đối từ các thành viên Đảng Cộng Hòa, nếu phó tổng thống mỹ kamala harris người được ông biden ủng hộ trở thành ứng viên của đảng dân chủ tranh cử tổng thống bà được kỳ vọng sẽ tiếp tục nhiều mục tiêu chính sách đối ngoại của ông biden bao gồm cả viện trợ cho ukraine ngược lại ứng cử viên đảng cộng hòa donald trump tái đắc cử nhiều khả năng viện trợ cho kiev sẽ bị cắt giảm mạnh chưa dừng lại ở đó ông trump nhiều khả năng sẽ ép kiev tiến tới một thỏa thuận hòa bình với nga kể cả việc chấp nhận nhượng bộ về mặt lãnh thổ ngay cả người được ông trump chọn làm bạn đồng hành trong chiến dịch tranh cử Thượng nghị sĩ J.D. Vance cũng kịch liệt phản đối việc tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine. Ông J.D. Vance đóng vai trò quan trọng trong việc cố gắng hủy bỏ dự luật viện trợ cho Ukraine vào đầu năm nay. Phản ứng trước việc ông Biden rút khỏi cuộc đua Nhà Trắng, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga đang theo dõi những diễn biến ở Mỹ và ưu tiên của nước này là tiếp tục hoạt động quân sự ở Ukraine. Ông Medvedev cũng gửi lời chúc sức khỏe đến Tổng thống Biden và nhấn mạnh rằng Moscow sẽ đạt được các mục tiêu trong chiến dịch quân sự đặc biệt trong những tháng gần đây quân đội ukraine phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt vũ khí nghiêm trọng tại hội nghị thượng đỉnh cộng đồng chính trị châu âu mới đây tổng thống zelensky đã một lần nữa kêu gọi các nước dỡ bỏ các lệnh hạn chế cho phép kiev sử dụng vũ khí do phương tây sản xuất để tấn công sâu hơn vào lãnh thổ nga dù vậy mỹ và các nước khác đã nhấn mạnh rằng vũ khí được viện trợ không được sử dụng để tấn công các mục tiêu bên trong nước nga vì lo ngại phản ứng từ moscow Liên quan đến diễn biến xung đột ở Trung Đông, chúng tôi xin được gửi đến quý vị những cập nhật mới nhất tiếp theo sau đây. Theo Reuters, thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vừa có chuyến công du đến Mỹ. Đây là chuyến thăm và làm việc với các lãnh đạo Mỹ về những vấn đề như tìm kiếm thỏa thuận cứu con tin, đánh bại Hamas và đối phó Iran cùng các nhóm ủy nhiệm tại Trung Đông. Trước khi lên đường, ông Netanyahu tuyên bố rằng dù cho tổng thống kế tiếp của Mỹ là ai, Israel vẫn là đồng minh quan trọng và không thể thiếu của Mỹ tại Trung Đông. Theo thông báo của các quan chức Mỹ, Tổng thống Joe Biden tiếp Thủ tướng Netanyahu tại Nhà Trắng vào ngày 25 tháng 7. Mặt khác trong chuyến công du lần này, Thủ tướng Netanyahu có thể sẽ gặp cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo tờ Politico, Thủ tướng Israel đã đề nghị gặp trực tiếp ông Trump, hiện là ứng viên của Đảng Cộng hòa nhưng chưa có phản hồi. Dù ủng hộ Israel mạnh mẽ, là người công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel và rời đại sứ quán Mỹ từ Tel Aviv về đó, ông Trump được cho là đã thay đổi thái độ với ông Netanyahu vì việc lãnh đạo Israel sớm chúc mừng ông Biden sau cuộc bầu cử năm 2020, nếu cuộc gặp diễn ra, đó được xem là cơ hội để ông Netanyahu tìm kiếm sự ủng hộ từ cựu tổng thống, trong khi cũng giúp ông Trump thiết lập liên lạc chính thức với lãnh đạo Israel. Trải qua nhiều tháng quan hệ lạnh nhạt với Washington về các Israel tiến hành kế hoạch quân sự ở Gaza sau cuộc tấn công của Hamas, chuyến thăm này mang đến cho ông Netanyahu nền tảng để cố gắng thiết lập lại quan hệ với Washington. Theo Reuters, áp lực của Mỹ đối với Israel. Về việc nối lại các cuộc đàm phán nhằm đạt được thỏa thuận chính trị với người Palestine cùng lời đe dọa từ chối chuyển giao vũ khí của Mỹ, đã nhấn mạnh nhận thức ở Israel rằng mối quan hệ với Washington đã suy yếu dưới thời ông Netanyahu. Theo lời mời của các lãnh đạo lưỡng đảng, ông Netanyahu ngày 24 tháng 7 có bài phát biểu trước toàn thể Quốc hội Mỹ. Tuy nhiên, Phó tổng thống Kamala Harris với tư cách chủ tịch thượng viện không có mặt trong sự kiện với lý do bận công việc. Thượng nghị sĩ Patty Murray, người đóng vai trò chủ tịch tạm quyền trong trường hợp bà Harris vắng mặt, cũng thông báo không dự khán. Trong một tuyên bố, bà Murray bày tỏ hy vọng ông Netanyahu sẽ tận dụng cơ hội để làm rõ kế hoạch nhằm đạt được ngừng bắn và hòa bình lâu dài tại giải Gaza. Ở diễn biến khác, liên quan các cuộc đàm phán, văn phòng thủ tướng Israel xác nhận ông Netanyahu đã ra lệnh cử phái đoàn tham gia đàm phán ở Qatar về thỏa thuận con tin với Hamas vào ngày 25 tháng 7. Phái đoàn sẽ do giám đốc cơ quan tình báo Israel Mossad David Bania dẫn đầu và tham gia các cuộc đàm phán gián tiếp do Qatar cùng Ai Cập làm trung gian với sự trợ giúp của Mỹ ở thủ đô Doha. Đến nay, mọi nỗ lực hòa giải để đạt được thỏa thuận ngừng bắn do Qatar và Ai Cập dẫn đầu cùng với sự hậu thuẫn từ Mỹ vẫn chưa đạt được bất kỳ tiến bộ nào. Trong khi đó, cả Israel và nhóm Hamas đều đổ lỗi cho nhau về tình trạng bế tắc trong cuộc xung đột ở Gaza đã kéo dài hơn 9 tháng qua. Tờ Times of Israel ngày 23 tháng 7 đưa tin rằng tất cả lãnh đạo an ninh hàng đầu của nước này đều đồng tình rằng trong trường hợp đã được thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi con tin với phong trào Hamas, IDF có thể rút hoàn toàn khỏi giải Gaza trong 6 tuần đầu tiên của thỏa thuận. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Galan, Tổng thống mưu trưởng IDF Herji Halevi, Giám đốc Mossad David Bania và người đứng đầu Shin Bet Ronenbar đều chia sẻ với Thủ tướng Netanyahu rằng họ ủng hộ một thỏa thuận như vậy. Theo các quan chức an ninh này, khoảng thời gian tương đối ngắn sẽ khiến Hamas khó có thể tập hợp lại và tái vũ trang một cách đáng kể. Đài truyền hình Can của Israel đưa tin các quan chức an ninh này đã bày tỏ với ông Netanyahu rằng Chúng tôi nhận thức được hậu quả về an ninh, nhưng đây là lúc ưu tiên để giải phóng các con tin bởi thời gian của họ có hạn. Những quan chức này cũng khẳng định họ đã cân nhắc đến hành lang Philadelphia trên biên giới Gaza Ai Cập, sự trở lại của người dân Gaza và các tổ chức khủng bố ở phía Bắc giải Gaza. Diễn biến này phần nào cho thấy sự chia rẽ giữa các quan chức an ninh cấp cao Israel và ông Netanyahu về việc tiến hành thỏa thuận ngừng bắn nhằm giải thoát con tin. Lệnh ngừng bắn kéo dài một tuần vào cuối tháng 11 năm 2023 đã ghi nhận Hamas thả 105 con tin để đổi lấy 240 tù nhân Palestine. Nhưng cho đến nay, các cuộc đàm phán do Qatar, Ai Cập và Mỹ làm trung gian đã không đạt được thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza, cũng như thả các con tin Israel còn lại đang bị giam giữ ở giải đất này. Israel tin rằng 116 con tin vẫn bị Hamas giam giữ sau vụ tấn công ngày 7 tháng 10 năm 2023. Tính đến nay, IDF xác nhận có 44 trên 116 con tin đã tử vong. Ông Netanyahu gần đây củng cố lập trường của Israel trong các cuộc đàm phán thông qua trung gian quốc tế để đạt được một thỏa thuận với Hamas. Hai điểm mấu chốt mà thủ tướng Israel tập trung là đảm bảo khả năng của Tel Aviv trong ngăn chặn buôn lậu vũ khí cho Hamas thông qua các đường hầm dưới biên giới Ai Cập Gaza, đồng thời chặn đứng nguy cơ thành viên phong trào này trà trộn vào người dân để di chuyển từ nam đến bắc Gaza. Đáng chú ý, kênh 12 của Israel đưa tin chi tiết tương tự như can. Tuy nhiên, kênh 12 cũng nhấn mạnh thủ tướng Netanyahu đã phản đối lập trường của các quan chức an ninh trong cuộc thảo luận kéo dài hôm 21 tháng 7. Kênh 12 đưa tin rằng thủ tướng Netanyahu nhất quyết không từ bỏ các yêu cầu của mình và do đó Israel sẽ chuyển đề xuất này tới các nhà hòa giải khi các cuộc đàm phán được nối lại vào hôm 25 tháng 7. Trước đó, Thủ tướng Netanyahu vào tối 7 tháng 7 đã trình bày một danh sách những yêu cầu không thể thương lượng. Tờ The Times ở Israel dẫn danh sách 4 yêu cầu do văn phòng Thủ tướng đưa ra nêu rõ. Trước tiên, bất kỳ thỏa thuận tiềm năng nào cũng phải tạo điều kiện để Israel quay trở lại và chiến đấu cho đến khi đạt được tất cả các mục tiêu. Ngoài ra, phải đảm bảo rằng thỏa thuận sẽ không cho phép buôn lậu vũ khí từ Ai Cập và Gaza và cũng không để hàng nghìn kẻ khủng bố có vũ trang quay trở lại phía Bắc Gaza. Cuối cùng, tuyên bố của văn phòng thủ tướng bổ sung rằng Israel sẽ tối đa số lượng con tin còn sống được thả khỏi nơi giam giữ của Hamas. Thông tin do các kênh truyền hình Israel đăng tải được đưa ra sau khi IDF xác nhận cái chết của hai con tin, Alex Dancy và Yaget Bukstab, trong thời gian bị Hamas giam cầm. Gia đình họ chỉ trích chính phủ vì đã không đạt được thỏa thuận với Hamas sớm hơn, điều có lẽ có thể cứu được các con tin. Các nhà hòa giải quốc tế tiếp tục thúc đẩy Israel và Hamas Hướng tới đề xuất ban đầu Israel đưa ra và được Tổng thống Mỹ Joe Biden thúc đẩy vào cuối tháng 5. Đề xuất này kêu gọi một thỏa thuận ba giai đoạn, trong đó Israel rút khỏi Gaza để đổi lấy con tin, đồng thời thả hàng trăm tù nhân an ninh Palestine bị giam giữ trong các nhà tù của Israel. Truyền thông Trung Quốc đưa tin nhiều phe phái Palestine vừa ký tuyên bố Bắc Kinh ở Trung Quốc vào sáng ngày 23 tháng 7, đồng ý chấm dứt chia rẽ và tăng cường sự đoàn kết của người Palestine. Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV cho biết, tuyên bố trên được ký tại lễ bế mạc cuộc đối thoại hòa giải giữa các phe phái Palestine, được tổ chức tại thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 7. Hội nghị có sự tham gia của 14 phe phái Palestine, trong đó có Fatah, tổ chức điều hành chính quyền Palestine hiện nay, các phong trào hồi giáo theo tuyên bố, đại diện các phe phái Palestine đã nhất trí thành lập một chính phủ đoàn kết dân tộc lâm thời, thống nhất các thể chế ở bờ Tây và giải Gaza, khởi động công cuộc tái thiết giải Gaza và chuẩn bị tổ chức tổng tuyển cử trong thời gian sớm nhất có thể. Các phe phái cam kết thành lập một nhà nước Palestine độc lập với thủ đô là Jerusalem và bảo đảm sự hồi hương của người tị nạn Palestine theo nghị quyết 194 của Liên Hợp Quốc ban hành năm 1948. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã hoan nghênh thỏa thuận này. Khi cuộc họp kết thúc, ông Vương cho biết các nhóm đã cam kết hòa giải. Ông Vương nói sau khi các phe phái Palestine ký tuyên bố Bắc Kinh, điểm nổi bật nhất là thỏa thuận thành lập chính phủ hòa giải dân tộc lâm thời xoay quanh việc quản lý giải Gaza sau xung đột. Ngoại trưởng Trung Quốc nói thêm, hòa giải là vấn đề nội bộ của các phe phái Palestine, nhưng đồng thời không thể đạt được nếu không có sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế. Ông nói thêm, Trung Quốc mong muốn đóng vai trò xây dựng trong việc bảo vệ hòa bình và ổn định ở Trung Đông. Trong diễn biến liên quan tình hình Palestine, theo hãng thông tấn Gafa của nước này, Tổng thống Mahmoud Abbas đã tiếp đặc phái viên Nga về Trung Đông Vladimir Savronkov tại văn phòng Tổng thống ở thành phố Ramallah. Trong buổi tiếp, đặc phái viên Nga đã nhấn mạnh lập trường kiên định của Moscow đối với vấn đề Palestine, trong đó ủng hộ quyền tự do và độc lập của người dân Palestine. Về phần mình, đánh giá cao Tổng thống Nga Vladimir Putin về lập trường kiên định của Moscow đối với nhân dân Palestine, ông Abbas đồng thời nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị lịch sử gắn kết hai quốc gia. Tổng thống Palestine đã thông báo cho đặc phái viên Savronkov về những diễn biến mới nhất trên chính trường Palestine, cũng như hành động quân sự đang diễn ra của Israel ở giải Gaza và bờ Tây, bao gồm cả Jerusalem. Ông Abbas cũng tái khẳng định nhu cầu cấp thiết phải chấm dứt ngay lập tức hành động của Israel ở giải Gaza và bờ Tây, bao gồm cả Đông Jerusalem, khẩn cấp cung cấp viện trợ nhân đạo cho toàn bộ giải Gaza. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình Điểm nóng thế giới trên kênh YouTube chính thức của báo điện tử VTC News. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.